Chào mừng đại gia đình mua nhà đã đến với kênh YouTube Nhà Đất Bá Hưng, bán nhà Gò Vấp, Tân Bình và quận 12. Buổi chiều ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với một siêu nhà phố diện tích khủng ngang 4m2, dài 21m. Một căn nhà mặt tiền hẻm thông của trục đường Nguyễn Anh Thú thuộc phường Tân Chánh Hiệp, gần với ngã tư Nguyễn Anh Thú và Tô Ký nha quý vị. 4m2 dài 21m, có sân đậu xe hơi, sân trước sân sau rất đẹp. Sẽ có một lớp cổng nhôm đúc phía bên ngoài. Toàn bộ lan can nhôm đúc, trệt lửng 3 lầu, 4 phòng ngủ, 5 vệ sinh, phòng giặt, phòng thờ, sân thượng trước sau. Hướng chính đông, phù hợp với những quý vị nào theo phong thủy là đông tứ trạch. Một căn nhà đẹp, hẻm thông, thuận tiện là văn phòng công ty, kinh doanh buôn bán mỹ phẩm online. Đường trước nhà rộng tầm 6m, hai xe tránh nhau thoải mái. Con đường hẻm một xẹt của trục đường Nguyễn Anh Thố, phường Tân Chánh Hiệp. Đường thẳng rất đẹp nha quý vị. Khu phân lô đường thẳng, khu nhà phố quá là đẹp, về ở hết rồi, cực kỳ đông dân cư nha. Có một lớp cổng nhôm đúc phía bên ngoài, mặt tiền thì được làm rất là đồ sộ nha, ban công vòm tròn, trên thì có làm đúc chỉ và trang trí đèn đuốc cực kỳ đẹp, khoảng sân đậu xe hơi thoải mái. Sân đậu được con ô tô 7 chỗ nha. Chắc dài được tầm 5m. Chưa được 5m, 4m mấy ạ. Và bên trong thì có trồng cây xanh. Trong đây sẽ là khu vực gara đậu ô tô. Gara đậu ô tô thì sẽ được ốp sàn gạch 80, có đổ bê tông. Có một cái lớp cổng cửa nhôm đúc, cửa nhôm Simfa. Đây, khu vực gara đậu thoải mái nhá. Sân trước sân sau 4m2 dài 21m, trên có đèn chùm, đèn led thạch cao đầy đủ. Căn nhà giá bán chỉ có 6 tỷ 500 triệu đồng thôi, vẫn còn thương lượng nha quý vị. Một căn nhà diện tích rất là dài và rộng. Đối diện có một bộ tủ rượu gỗ sồi này. Cầu thang thì được làm trụ và tay vịn là gỗ đỏ, kính cường lực dày 10 ly, đúc 90 và ốp đá hoa cương sa mạc, đóng xích sắc nha. Phòng bếp của anh chị chúng ta sẽ được làm tủ bếp gỗ sồi Nga, trên có đèn chùm, đèn led thạch cao đầy đủ hết luôn. Căn nhà cũng rất là đẹp, rất là sang. Đang được anh chị chủ nhà giao bán chỉ có giá là 6 tỷ 500 triệu thôi. Có sân sau dài được tầm 2m, 2m rưỡi gì đấy. Chúng ta thoải mái giặt phơi đồ phía ngoài này nhá. Đấy, căn nhà có sân trước sân sau. Giá bán quá là thơm, quá là rẻ nha quý vị. Chúng ta cùng em di chuyển lên khu vực phía trên tầng lửng. Tầng lửng sẽ được thiết kế làm không gian phòng tiếp khách. Đây có một bức tranh đá này. Và ốp gạch 80, ốp nhựa PVC, có đài chùm, đèn led thạch cao, toilet ở tầng lửng luôn. Nhà có tới 6 vệ sinh luôn nha quý vị. Đây, căn nhà giá bán rất là êm. Và diện tích dài, có sân đậu xe hơi. Hẻm tầm 6m. Hai xe hơi tránh nhau thoải mái. Vị trí hẻm một xẹt thông của trục đường Nguyễn Anh Thủ, thuận tiện kinh doanh buôn bán, làm văn phòng công ty. Di chuyển lên trên, chúng ta sẽ đến với không gian lầu 1 phòng ngủ 1-2 nha. Phòng ngủ được ốp sàn gạch 80. Đây, phòng ngủ rất là rộng luôn nha quý vị. Ban công phía trước nhôm đúc, ban công vòng tròn, cửa nhôm Simfa. Đây, nhà diện tích dài, rộng, thoáng và chưa làm nội thất. Toilet có bồn cầu khối, bồn rửa mặt, gương led, gạch ốp cao đụng trần, vòi inox trắng, quạt hút đầy đủ hết luôn. Phía sau có cửa sổ ra phía sau. Và ở đây thì ốp gạch 80 hết nha. Đây là khu vực toilet số 4 nha quý vị. Căn nhà hướng chính đông, giá chỉ có 6 tỷ 500 triệu thôi. Tiến lên trên, chúng ta sẽ đến với khu vực lầu 2, phòng ngủ số 3, số 4 nha. Đây, trên này thì nội thất có hết nha quý vị. Trên này thì phòng ngủ làm toilet riêng hết nha quý vị. Anh chị nào muốn sở hữu em nói chúng ta chỉ trực tiếp gọi ngay về tới Nhà Đất Bá Hưng. Và hãy nhớ đăng ký kênh, bấm chuông YouTube để dõi những video mới nhé. Nhà 4m2 dài tới 21m, có sân trước sân sau, cực kỳ là thoáng mát luôn.
Tiến lên trên, khu vực lầu 3 sẽ là khu vực phòng thờ, phòng giặt, sân thượng trước sau. Đây, khu vực phòng thờ quá là rộng rãi, có sân thượng trước cho anh chị trồng cây. Và phía sau đây sẽ là khu vực phòng giặt, sân phơi. Đây, có cầu thang sắt di chuyển lên trên nha. Video của bác Hưng đến đây là kết thúc rồi. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.